Trở lại video chúng ta thì hôm nay mình sẽ làm về cái xét thực là dùng để tránh lỗi CF CS và F thôi ha. Thì cách mình nó cũng chuối lắm, nó không có hay lắm đâu. Bạn có nội hay hơn thì các bạn comment bên dưới nha. Thì cách của mình là tiên mình sẽ tạo một cái con để quản lý đi ha, nhập đi nhập rồi nhầm hoặc tập bên đời chứ không phải là biết nhầm 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 như phần đời này nhập vào cho nên mình sẽ tạo một cái file là JSON web đi, JSON web cần á, token, JSON web token chấm php. Ở đây mình sẽ tạo cái class nó. Ok. Bên thằng server này mình sẽ gửi qua nó vào help và cái file là JSON web token chấm php. Ok, mình đã thử nha. À không 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 không, nhầm nhầm nhầm, mình vào cái hàng co. Có controller chứ, mình tạo một cái function helper, mình copy cái này xuống, mình qua bên đó. Thằng Âu là lúc nó lên xong nữa phải không? Mình sẽ tạo, mình sẽ đưa nó vào. Ở đây là cái model vô, đây là model đi, nên là lock model đi. Đây là lock model. Mình comment đây nữa cho nó dễ nhìn thôi. Cái này là lock file controller. Tiếp theo đây là lock helper. Thật ra mình để chung hơn một của thằng model cũng được, nhưng mà sau này sẽ nhiều model lắm nên nó rất là rối, nên mình sẽ chia nó ra thành một khác chứ không có gì đâu. Phải để đâu cũng được chưa? Đây mình sẽ để là lost over. Ở đây sẽ là public JSON web token. New này là new helper nè. Hay nè ha. Helper và cái helper mình là JSON web token này. Đó là xong. Ok. Function in code create token return một, mình chắc thử nó chạy hơi không thôi. Bên thằng category mình sẽ rewire luôn, chút xíu mình sẽ rewire nhiều thằng lắm. Ở đây mình sẽ để là tương tự thôi, mình sẽ copy nha. Còn phần cứ comment đi, comment hết đi để sau này mình nhìn cho nó dễ thôi, chứ code sau này nó nhiều nó rối mắt lắm đó. Về lớp helper nè, copy này dán đây. Ở dưới đây cũng tương tự vậy luôn, mình sẽ copy này post helper JSON web token helper. Rồi mình sẽ thử nè, mình add cho nữa. Bên kia return cái gì thì đây sẽ nhận lại được như vậy thôi. Đây, create token thì nó sẽ nhận lại là một refresh. Không tìm thấy, ơi nhầm 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 thêm một
Hay là cảm ơn nha, helper. Helper. Ok. Refresh, đây là một nè. Đó, thấy không? Đó. Rồi. Rồi bên thằng ốc token nè, sẽ rất là thành công nè. Thế vì mình cho nó là session bằng cái array á, thì mình để nó bằng cái chuỗi token mình tự khởi tạo thôi. Nghe nó phiêu lưu ha. Array mình sẽ làm thế này. Đầu tiên là cần là cái thời gian hiện tại, thời gian kết thúc của nó. Không, là thời gian tồn tại của token đó. Sẽ là thời gian hiện tại nè. Nhân cộng chứ, cộng với 3.600 là một tiếng. Nếu bạn nhân cho 24 nghĩa là một ngày. Đó, tức cần đâu ngày đi. Sau ngày thì nó tự động hết hạn thôi. Tiếp theo là gì ta? Mình sẽ cái mảng riêng để chứa này. Ok, đây sẽ là cái key mình truyền vào. Mình sẽ tạo bên cái thằng constant này. Define key. Em đề diễn được cái key này, bạn gì cũng được hết trơn nha. Đó, đề lại đi. ABC hit PZ thay ra nó đây. Tiếp theo là cái mảng info. ID đây là tóc chơi thì cái tóc cần chơi thì cái tóc cần làm đây là this cho đến tóc cần và cái function là ray đây ray mình truyền cái array vào. Thì nó sẽ nhận được cái array thôi. Array. Đó. Thì đầu tiên là về thời gian nè, mình sẽ encode ra. Ok, time bằng JSON encode time nè, JSON nghĩa là tên time. Array tại vị trí thứ nhất. Array tại time này. Thứ return là cái gì? Return time. Ok. Mình sẽ qua bên thằng category mình test thử. Mình sẽ copy cái đoạn bên thằng này ha. Đây. Đây. Test thử thôi, thử thôi chứ không phải test thử nó chạy đúng không thôi. Metro. Mình refresh thử. Refresh đó ra chỗ gì nè. Ok thì mình refresh lại thì nó sẽ tăng thời gian lên thôi, tại mình chưa set session cho nó. Tiếp theo là mình sẽ mã hóa thành chuỗi cái 64. Ok mà bay 64 không được đâu top và string display
đây mình sẽ lấy cái time này, nó bay 64 ở đây anh có time. Đây mình sẽ bị tăng lên xem ra một chỗ nó cũng khá là ok á, nó là chỗ này nè. Đây tiếp theo là cái cái key mình không cần phải làm với những key để bên đi. Cái key mình sẽ đặt một cái chung đi ha. Key public key à, không cần đâu. Key bằng key thôi, key bằng rỗng đi. Rồi thì cái key này ở đây là this key bằng cái array key. Ok tiếp theo nó là cái info. Info nó là cái cái đi người dùng thôi. Ok info info bằng array tại info và lấy cái đi ra. Cách làm cũng tự như hình trên thôi. Copy này đến đây info và cũng encode lại info bằng json encode đi. Ok nhầm ID cho đến lấy cái đi ra đấy mình refresh lại những cái mấy chỗ tương tự thôi. Đây chỗ này ok theo mình sẽ hát cái chỗ này hát vào hát hát map với tắt 256 tiếp theo cái stream mình truyền vào lần này trên trăm và cái lay info ok và cái key của mình đây. Và for mình thử ra gì nha, nó ra một cái chuỗi khá là dài đây. Rồi đây mình sẽ nói chuỗi lại JSON web token là bằng cái chuỗi time chấm info 64 nè thế là cái hash ok prefet lại nè mình thanh ra nè ok đó chuỗi khá là dài ha. Nhưng chỗ này thì lúc mà mình đi có là sẽ dịch ngược rồi từ từ thôi chứ không có gì đâu. Rồi ok nghe nó xong đó bên đây bên thằng Âu nè mình chuyển ở đây xong đúng không, thì cái token này không bằng array nữa mà nó bằng cái thằng này session á ha. Thì mình sẽ lock out đi ha, admin mật khẩu là 1 hôm qua mình còn cái cookie á, cookie tới 1 tháng rồi nha, 1 ngày là 386.400 giây nè mà mới có 1 tháng rồi, nếu bạn để 1 ngày luôn được chứ 1 ngày thôi nha. Nhưng kháng nghiệm nó hơi dài á, 86.000 giây rồi. Ok mình sẽ đọc kinh nè. Thì đây đầu tiên mình sẽ xóa đi ha, tất cả mình xóa đi. Mình sẽ tạo lại cái cookie mới. Rồi đúng rồi đó.
Thì ở đây mình qua bên thằng Kateri nào mình để cho lại mà mình đáp đáp bỏ lên được nha. Kateri thì mình có sẵn hết rồi, mình vào thằng Kateri này. Mình để cho đô la session admin thì nó ra cái chuỗi thôi đó, chuỗi mình mở hóa lúc nãy nè. Bây giờ thì mình muốn là lấy cái chuỗi này đi có lại thì mình vào cái thằng token, mình sẽ tạo function decode lại, function decode token chỉ một cái string token. Ở đây nè mình sẽ kiểm tra if rồi set đô la session admin thì mình sẽ tạo cái biến verify đi, verify file bằng nói chung là mày chụp mấy bước này chắc không cần thiết lắm đâu, bạn lòng lại cho mình thì cũng được. Mấy ngày set session cho cái login là cũng khá là ổn rồi, mấy cần kiểm tra có session tốt cái là admin hay không mà cho cái phần gian này mình phải thì nó vỡ trở lại trên đăng nhập hơn, nhưng mà cách này mình làm cho nó rườm rà trống trong hack nhưng mà chạy đôi cồ đâu ai hack đúng không. Ok làm thử echo lên, echo verify verify cái căn này return về gì thằng đó sẽ nhận được cái đó nha, return token nè, token. Ok đó này return một nè, thử thôi, ta thử thôi, return một nó trả lời một. Ok tiền có token đúng không, mình sẽ đưa về hai mảng lại array toàn explore dấu chấm nè, mình sẽ đưa token đây mình để cho array vị trí thứ nhất thì nó sẽ ra thứ không á, mình phải buộc nè đó. Đó là cái mảng là chứa cái thời gian mình đó. Tiếp theo là cái time đi bằng array vị trí thứ không nè, mình để thôi, để thôi mình chưa làm hết nha, chứ đừng tác động nữa nha. Tiếp theo là cái id user, user đi, user đi. Còn array vị trí thứ thứ nhất đúng không? Thấy nè. Và cái hash của mình là array vị trí thứ hai. Đấy. Mình thử return cái array ra đi. Thì anh kia nó phải in ra chứ phải là echo nha, tại nó là nãy không echo được đâu. Verify nó ra ba cái rồi đây nè. Mình vân ở đây mình vân nha, ở đây mình sẽ đưa thành v64 luôn, v64 mình sẽ loại bỏ mấy cái dấu chấm chấm để explore như vậy. Sẽ copy này lại, dán này vào cái chỗ mình lần này đây. Ok mình lắp kinh lại nha, hơi sai sai lắp kinh lại nha, lắp kinh lại đi. Admin 01 nè, lắp kinh và in lại nè. Một nè. Ok đây string phải 64 hash string play xem lại nha, có sẽ xem encode hát string vào encode string play
À rồi, hiểu rồi. Ở đây dư dấu chấm nha. Hèn chi. Ở đây cũng không cần đâu. Xóa đi. Công này hồi mình phải record lại nó mệt lắm. Mình làm hơi dư chút. Mình sẽ record lại trang. Mình sẽ lấy kinh bao lại nha. Lấy kinh lại nè. Ok đúng rồi đó. Nó ra ba cái nè. Rồi nha. Đóng này lại đi. Đầu tiên mình là cần là kiểm tra cái chuỗi hash. Cái chuỗi hash người ta nhập vào và cái token này có giống nhau hay không. Từng lượt này if dùng là hash equal hash mark. Chứ mà mình mở hóa giống trên đây thôi, chả có gì đâu, mình cứ như này lại ha. Ok, copy này. Phải nè. Và cái tham nè. User ID nè. Và cái key của mình là cái nãy là gì đó. Vẫn nó kêu. À, chuyển cái key luôn ha, cái key nữa ha, cái key là ta rồi cái key key thì vào đây thì thằng bên đây sẽ nhận được cái key ha, key key keyword đi ha, keyword đó. Ok chưa. Rồi, sai em trời. Rồi cái con kỳ này đúng không? Đấy. Kỳ. Ở đây. Đó. Sao đủ mặt không mới thiếu mặt là sao đó. Nó dư dấu này. Rồi đây. Phải. Và cái hát mình chuyển vào này. Nếu nó đúng á thì nó return 1. Rồi thằng category này. Tin nó ra. Refresh. Đúng nha, nó đúng là sẽ return 1. Ok. Nếu nó đúng thì mình sẽ return về cái thời gian. Tiếp theo mình sẽ check thời gian. Thời gian này nó là đầu tiên là decode time bằng json by sample encode decode chứ. Đó là time true. Mình tên về nha. Mình check từ đầu nè, có tới đâu mình check tới đó. Thì nó sẽ check trường hợp bạn bị lỗi nè. Với lại lỗi viết đường và sửa liền nè. Thì nó ra đây. Đó. Decode time. Nó ra cái dòng này, phải sang 4 nè. Theo mình sẽ giải mã ra chút nữa. Decode phải sang 4. Phải sang 4 nè, phải sang 4. Transform và decode JSON bằng JSON decode nhầm đây nói chung nữa nè. Ok thì nó ra cái array chưa cái thời gian của mình đó, thì thời gian của mình đây mình sẽ so sánh thời gian hiện tại. Đây sẽ là if nếu mà cái thằng này nè cái type là JSON web nè bằng bằng cái type là type type bằng JSON web dài dài là cái thời gian này nó phải lớn hơn hoặc bằng thời gian hiện tại
nó là cái town lớn hơn bằng ở hiện tại thì return một chắc nó đến là return một đó, tại nó mình xét nó tới bao nhiêu ta, mình xét một tiếng gì vậy, à đúng rồi tới tới một ngày lắm, nhưng mà hơi lock in thử xét nó khoảng một phút thôi ha, một phút là khoảng 60 giây, ok 60 giây mình sẽ lock out nào, nhập lại nào, mình qua bên thằng một à, thì mình sẽ đợi một phút đi ha. Đằng này bạn thấy tôi chút xíu cũng được, nó sẽ đợi một phút nó chạy nó đúng không được. Giờ 59 sẽ qua phút qua 2 giờ đi, 2 giờ chiều này, mình sẽ không có return ra cái gì hết. Chờ đợi đi. Đó. Chưa được tại này này đó, mình chưa mình chỉnh nó quá đà đó. Có thể return một cái time. Nó ra nè. 23 nè. Mình cứ time này là như thế. Ây da. Chết 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 chết. Quên 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 quên. Cái time này là mình array time because mình xem lại như là nó sai sai như thì chín không ra phải rồi, sai sai nha. Bên return cái này ra gì đây, cái bên sai 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 đây. Ồ đúng không, ồ ồ đồ của tôi à. À rồi, đúng, đúng 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 rồi đó. Nó chạy đúng rồi đó. Nó chạy nó return cái hạ ra dưới này nhầm nhầm. Thì nó sẽ return đúng nha, là dưới đây nè. Đây sẽ là nếu mà bằng lớn hơn bằng thì sẽ return true. Lại là false. Nên return false. Thì thôi. Này xóa đi ha. Ở đây tên true mình đẩy thôi, nhưng mà ra thì mình sẽ đây refresh không có gì hết nè, thì nó là kiểu true false mà, tên một nó sẽ ra này một nó, thì nó không như gạt kiểu được kiểu bool bool lần thì tên không đi ha, là sai đó, là không có không. Còn true trường hợp này thì sẽ check một lần nữa. À không không chắc, không chắc thì nào không chắc nha, mình sẽ return về cái mảng rồi, return array, return về cái array, array này chứa cái id to show id hay 64 decode. Đây ok mình sẽ login lại nè, click quay ra hai nè, return mày sáng tốn mày đi id à, không để đây id bằng quay sáng một bốn decode. Ok, ở đây sẽ là JSON thì có $ID true xong, ở đây vào bao nhiêu xóa đi refresh thì nó là ID 2 đó, mình sẽ cho được ID là 2
đầu tiên mình đã hoàn thành rồi. Tiếp theo thì qua bên đây, trở lại thằng Safari nè, mình có cái mảng đúng không? Đây là sẽ nếu mà verify khác luôn đó. Thì sao ta? Và ta đang verify hết luôn thì ở trong ngoài bên ta ra nó không có gì là sai lắm. Refresh nó ra là nôn, tại vì nó sẽ là thật ra nó đang return về cái thằng thằng không á. Thử echo ra verify nên nó là không đây. Và đây là verify khác không đó. Thì ở đây mình sẽ sửa lại thời gian lúc lên lắp lên nha, nó nhiều chút, 3600 giây, là 1 tiếng thôi. Bạn cũng để thời gian tăng lên được, làm được 1 ngày đi, 24 là xong. Nó kìm lại rồi, admin rồi, click đó, theo cho 1 đây. Rồi ở đây mình sẽ tạo một cái function để mình check cái user này có nó có được cho database không. Nhưng thực ra mình không check nằm ở đây nha, mình check, mình sẽ tạo một function để mình check. Thì check nằm ở đây nó code nó dài dòng lắm. Cho helper mình sẽ tạo một cái old cái BFP. Tạo một cái class đây. Class old instance controller đó. Và bên đây mình sẽ server sẽ để nó vào trong phần helper này. Cho xong cái tập tình này đấy. Mình vào category này, helper của bên đây sẽ là public out. Ok. Function struct. Đây là tụi mình sẽ log cái admin model public. Thật ra nó cũng tương tự với thằng kia thôi, giống như thằng cái này với thằng controller đó, nhưng mà mình cũng để sang đó để mình code nữa cho nó khỏi nhức đầu nữa. Tại nhiều cái controller mà nó cùng là một chỗ á thì nó phiền lắm. Function take out mình sẽ truyền vào cái là cái mình truyền cái đi chúng ta trả về là cái array. Ok, sẽ chỉ cái array luôn. Nó sẽ trở lại array. Đó. Mình sẽ lấy id ra, id bằng array. Id. Return. Id. Qua bên thằng đây nè. Cái tao đi nè, mình chỉ cho nó this. Mình sẽ tạo một biến đi nè, biến kết quả đi, biến nhau đi bằng cái this nhỏ đến nhau nè. Và cái function của mình là check, mình đưa vào cái verify, mình nói cho nó ra. Nó sẽ ra là cái ID thôi. Đó, ra ID 2 nè. ID 2 nè, trong database ấy, mình lắp tên với cái ID 2 mà. Là video khá là dài. Nói chung là video này xong đi rồi, cái khác nó sẽ nhanh hơn thôi. Chứ không làm cái này, làm cái sau lâu lắm ạ.
lâu hơn nữa. Ok, ở đây thì mình sẽ lắp mở đầu không? Đầu tiên mình sẽ check nó có tồn tại không nữa, check user tồn tại nó ta bay hay không. Rồi đến admin này, xe lấy à, rồi điều kiện là cái đi này á, nó có nằm trong cái database hay không, và không chắc nữa mà chìm luôn cái username đây đơn giản thôi. Ở đây nè username hãy check gì đó rồi cho nó chắc đây ha, username đó. Về qua bên nói chung là bên, nếu mà check gì đó thì sau này khó cho mình thôi sao giờ. Đây mình tạo thêm username với thêm đây đúng sao giờ, user can chào đấy username ok. ID full ok mình thử nha, mình lock vào bên lại này. Đây đó, thật ra nó không lỗi là đúng rồi đó, không lỗi là mừng rồi đó. Thì thêm nhưng chắc không lỗi đâu, nó chạy bình thường thôi. Mình check, mình check cho nó chắc ăn á, thì dùng cách này ring nè, url verify mình sẽ ra cái username và cái id và... đúng rồi nha, username id nè, thấy không, có lần sửa nó khá là gọn luôn, nó không 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 sai chứ không đơn giản thôi. Đó qua đây mình check thêm cái nữa ha, id nè và username, và username sau này mình check nó sẽ không không được trùng trùng nhau. Username username đó, return được cái check user, cái đó return được cái array á, mình ấn ra nè, đó return được cái array thôi. Đây mình sẽ check là nếu mà thằng này nè khác null và count đếm nó lớn hơn không, lớn hơn không là tồn tại thì người ta truly no return false, nói chung là không ra một một hai thôi ha. Rồi đây nè, nếu mà âu nó khác true là cả nó con đó ha. Khác true thì sao, thì rít nó về trang trang nó kinh hết sao giờ. Đây nè, copy mình bét qua đi cho nhanh ha, copy test ta cái một cái sửa lại cái này nha, cái này thì nó không có nha, mình sửa lại nha. Đây sẽ là out save hết vào đây. Vào đây đó là xong, refresh lại trang nha, nó đang có tồn tại đó. Rồi mình up out nè, mình vào lại category nó sẽ không được nha. Đó thì tại vì không còn cái session của mình nữa. Thôi bạn có thể tạo thử session giả thôi, session giả trên trên cái máy của bạn, mình chạy thử nó có ra không. Đó, kinh nghiệm được nha.
Rồi cái mình thì bằng copy cái này cho khác. Cái này nó ra thôi. Bây giờ quay cho mình dashboard trước nha. Bây giờ dashboard trước đi. Mình sẽ copy cái đống này. Giờ mày đúng rồi. Tiếp theo là cái gì? Lót theo rồi. Xin ở đây. Mình chia cái hai chân ở trên thì cứ lót màu đỏ dưới thì lót nó theo vào mình tạo vô thôi. Bạn tạo thêm cũng được nha. Ở đây mình không có cứng gì đâu. Mình tạo thêm cái gì đâu cũng được. Đó. Mình dán nó vào trên phần index quy phép trang nè, nó không lỗi là đúng rồi đó. Tiếp theo là thằng khác theo với con sẽ phát biên này, mình bé xuống thường cái function luôn là cái nào cũng mới cần cái này cho nha. Đó, cách này nó hơi dở, nếu mà cách mình thích được cái chuyện nào cái từ cái action đó thông qua cái router đó, thì nó sẽ hay hơn. Bạn chẳng cái quen ngay từ cái router luôn thì nó đã viết cực của mình đợi copy paste đi với lại nhiều lần rồi nó khá là mệt hơn. Thôi chết cha chết cha chết cha chết cha phải lộn chỗ lộn chỗ đây. Tiếp theo là mình cứ bé hết đi, cái nào có function mình cứ bé hết đi để nó bảo vệ cái function của mình đó. Mà nó chạy tới đây mà không có thì tự động nó sẽ out ra thôi. Out không cần nè, tắt out không cần nè, tắt out cần luôn nha. Out đây đó, đây cứ đang set thôi, không cần phải gọi là group ra. Okay. Đây nếu mà nó tồn tại cái khác 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 ok đúng rồi đó. Rồi xong mình cứ copy mình dán đi đủ thứ trên trời thôi. Sau này mình có viết thêm một project mình cứ clone ra chứ mình không cần phải copy paste lại nhiều lần như vậy đâu. Module nè, module mình copy nhớ khi hợp lý chưa nha, lỗi à. Đây đây nè, now trên sẽ cần nè, copy nè, không module nè, mình dán ở đây đây module đồ chích cha thuyết topic mình nó chia là mình cứ làm theo ước mình thôi. Ở trên là model, ở dưới là máy controller hay là helper. Nó cách ra comment lại dòng này hết. Như vậy tránh trường hợp mình bị lỗi thôi. Vì đó mình đánh rối, nó rối code không biết hàng nào là hàng nào á. Tránh mình bị rối code thôi. Thật ra bạn có thể chơi trong cái token đó, bạn xài cái người ta làm sẵn á thì sẽ hay hơn nha. Cái này mình tự biết thì nó hay cầu bì. Ok tới thằng dashboard rồi nè, category cũng rồi nè, thằng admin mình chưa có, admin cũng copy từng giống này thôi, cứ copy hết đi. Đó. Dán lên không có này nè. Ok giống rồi đó, nhưng mà đồ ok copy mình thấy rồi đây
đưa vào hết xong. À, hình như là thiếu cái rít rồi thì phải nha. À không không biết nữa, nhiêu rồi không cần, nhầm, dán vô, dán vô đây, mình cứ dán hết thôi nha. Rồi thì thử nha. Rồi bên thằng ấy bình thường. Thêm mới nè. Quýt nè. Thêm được nè. Xóa rồi. Xóa được nha. Admin nè. Mô đu admin nè. Thêm mới nè. Quýt nè. Xóa nè. Không thể hỏi thì có token cần. Mình sẽ 24. Mình cho bị đổi. Mình kiểm tra hết đi. Nó thiếu gì mình cứ thêm vào. À, nó không có cái token hiển chi. Category nó vào đây yến rồi, thiếu cái helper thôi mà. Refresh thêm mới nè, tích ok thì nó khá đầy đủ rồi đó. Mình sẽ dán được tiếp nha. Hết chưa cần rồi, ok đó, click cần click cái ông áp ha. Rồi chuyện cuối cùng là nó sẽ về trang mình ha, thì đang có cái session thì làm sao mà nó lại thiếu được cái nó đang tồn tại thằng này mà, đúng không, đang tồn tại này thì ở đây nè, đây sẽ không là gì nha. Ok tắt đi luôn đây. Không tồn, nếu tồn tại thì các nôn verify page. Nếu mà ông này bằng tru á thì cho nó về trên đất bo luôn, chứ nó đang nó gần vô mà bắt nó nằm đây ra đây sao được, đúng không? Đây refresh nè, kỳ ông bằng tru mà, đúng không? Đồ lắm tôi ạ. À nhà nhà mình trên này nó sẽ nó gần quên ở trên đất nè. Chuyển này nhưng mà nó có login rồi thì không cần phải cho nó login lại nữa. Click đâu là gì không hiểu đâu. Station click đâu, ok không biết là gì nó thiếu nè. Click đâu heo bờ nè, đó chuyển này click vào đây. Refresh Club all use dòng số 2. Dòng số 2 mình không thể sử dụng cái Club này, what the hell man. Oh à rồi nó trùng nha. Tên cái thằng này. À đây dòng số 2 helper không bị lỗi gì đó, không bị code này nữa, hiểu không? Nói chung cái code này nó bị lỗi rồi, mình thử nha, đóng lại đi, đó lỗi rồi. Thì cách của mình thì mình cứ chuyển đây đi, rồi đi ha, thế chết ở đây rồi, nó trùng với cái tên đó, bị. Trời. À, không thể khai báo cái lớp này thì nó rời xuống cái dòng số 2. Không thể khai báo cái lớp này
rồi nó trùng, nó trùng 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 tên Âu Thơ, mình sẽ sửa tên lại ha. Âu Thơ Vision. Ok, vậy thì hiện mình đổi nè, rồi sửa lại hết trơn nha, mình cứ đặt cành cho D thôi. Đây nè, Âu không D hết, nó trùng, nó trùng 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 tên. Đây mình dán đây nè, đó authorization đây, sửa lại nó trùng những cái tên nó bị lỗi. Ở đây nè, cho cái đoàn xuống cùng này nè, số đây mình cắn mình sửa hết cái căn này, con căn thiệt luôn, cái căn này đâu. Ok, rất là nhiều thôi không sao, nó đổi mà. Trùng tao đã không biết nó trùng tao tiếng nữa, sao nó trùng tao biến nữa là sửa lại nữa. Nhưng mà có này nó cái trường hợp nó bị trùng tên thì các bạn cứ thích lỗi gì thôi, sửa tên rồi cho nó hợp lý là được. Apple nè, không nè, sửa lên, sửa lên. Reface, nó lỗi đó, mấy chim nó bị trùng, trùng ta thôi, nó bị trùng, trùng ta. Mình sẽ sửa lại hết là được rồi, trùng ta ha. Nó trùng ta thôi mà, căng thế. Nó tặng một xíu cho đều, nhìn cho đẹp. Đó, nó bị trùng với tên các bạn ơi. Ok, hết chưa ta? Authorization. Rồi, kiểm tra lại nè. Click. Click. Xóa nè. Refresh. Không lỗi nè. Đó. Ok ha. Theo đoạn admin. Module nè. Thêm mới nè. Đó, không lỗi nha. Click nè. Số nó cá nè, click shop. Ok. Vừa chuyển out nè, ở dưới phần lock out thì lỗi rồi. Lock out nằm ở đây. Đây. Show lại. Xong. Refresh. Admin. Click. Không được nè, đó. Kênh thì được nha. Ok, thì cái phần này đã xong rồi, mình sau mình sẽ làm cái phần là phần cái sản phẩm đi ha. Cái làm này lan man quá thôi đó, sau đó kinh đó. Còn được check trùng thì bạn nhớ check ra đây nha, trùng không được trùng cái tài khoản nha. Rồi thôi mọi người, chứ là cái kênh giúp mình.